Chào bạn! Bài học này, chúng ta sẽ học các từ vựng về tóc nha. Có khá nhiều từ dùng để miêu tả tóc. Chúng ta có tóc dài, tóc ngắn, tóc đen, tóc trắng, tóc xanh, tóc đỏ, vân vân và vân vân. Bây giờ, chúng ta sẽ học những từ điển hình để miêu tả tóc nha. Tóc ngắn là short. Dài là long. Hai từ này quá dễ rồi. Chúng ta sang kiểu tóc khác nha. Spiky là tóc vuốt dựng ngược lên. Spiky. Spiky. 5 lần liên tiếp, thật nhanh nào. Alright. Dụ nào. His hair is spiky. Tóc của anh ta được vuốt dựng ngược lên. Một kiểu tóc không cần vuốt dựng ngược, nhưng tóc cũng đã đâm lên trời rồi. Đó là kiểu đầu. Đầu bằng. Flat top. Flat top. Từ này là danh từ nha. Flat là bằng, đúng không nào? Và top là đỉnh. Flat top là đầu bằng. Flat top. Đọc to và nhanh nào. 5 lần nhé. Alright, very good. Ví dụ, not many people have flat top. Không có mấy kiểu người cắt đầu bằng. Kiểu đầu bằng là sợi tóc vẫn dài rồi, còn bây giờ là kiểu tóc mà sát chân tóc luôn, rất 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 ngắn. Chúng ta gọi là đầu đinh. Và ta có đầu đinh là crew cut. Crew cut. Crew cut. Đây cũng là danh từ nha. Và bạn cũng có thể đặt câu tương tự giống như từ flat top. Tiếp nữa, kiểu đầu mà có một phần nào đó không hề có tóc thì ta gọi là hói. Chính xác. Và hói là bald. Bald. Đây là tính từ nha. Bald. Bald. Khi nhìn vào chỗ hói đó, ta thấy nó giống như quả bóng vậy ha. Đó là âm thanh tương tự. Bald. Quả bóng thì là ball, đúng không nào? Bạn chỉ cần thêm d vào nữa là thành bald hói rồi. Bald. Ví dụ, he's bald. Anh ấy bị hói. Còn đầu chọc là gì? Chọc tức là không có tóc. Có thể cũng chỉ còn vài ba sợi. Và ta có tính từ bare là trần, không có gì. Ví dụ như bare feet là chân trần hay trần đất. Bare. Và head là đầu, đúng không nào? Ta có cấu trúc tạo thành một cụm tính từ, đó là một tính từ rồi cộng với một danh từ thêm đuôi ed. Vậy ta có đầu trọc là bareheaded. Người đàn ông đầu trọc là bareheaded man. Tương tự như thế, ta có cô gái chân dài, bạn sẽ nói như thế nào? Ta có tính từ long cộng với danh từ thêm ed, và từ leg kết thúc bằng một nguyên âm cộng với phụ âm, nên ta sẽ nhân đôi phụ âm cuối lên, và ta có long-legged girl là cô gái chân dài. Còn người đàn ông máu lạnh, bạn sẽ nói như thế nào? Cold-blooded man. Ok, tương tự như thế, chúng ta còn có nhiều những cụm từ khác nữa. Nào, bây giờ chúng ta sẽ lặp lại từ bareheaded
5 lần nhé. Và nhớ đây là tính từ nha. Nào, bareheaded. Good job! Bareheaded. Và bây giờ là từ tiếp theo. Không có một xíu tóc nào, giống như là nhà sư vậy. Ta có tóc là hair. Và không tóc, ta sẽ nói là hairless. Đuôi less được kết hợp với danh từ để tạo thành một tính từ mang nghĩa không. Ví dụ như homeless là vô gia cư. Nào, không có tóc, chúng ta sẽ nói là gì nào? Là gì cơ? Ok, hairless. Very good. Và bây giờ là các kiểu tóc của những cô nàng có mái tóc dài. Tóc dài, chúng ta thường để những kiểu tóc như thế nào? Lượn sóng này. Wavy. Ta có danh từ wave, có nghĩa là sóng. Và tính từ wavy là lượn sóng. Wavy. 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 Wavy hair. Tóc lượn sóng. Ví dụ, Mary is the girl who has wavy hair. Mary là cô gái có mái tóc lượn sóng. Còn tóc xoăn là gì nào? Curly. Curly. 5 lần nào. Tóc xoăn là gì? Curly. Lượn sóng. Wavy. Ok. Kiểu tóc tiếp theo là gì nào? Này cô bé, có mái tóc đuôi gà, đạp xe trên phố, phố đông người qua. Đó là mái tóc đuôi gà. Tóc đuôi gà là? Gà là chicken. Đuôi là tail. Vậy tóc đuôi gà phải là chicken tail chứ ha? Tại sao người ta lại gọi là honey tail? Honey là ngựa. Có lẽ đuôi ngựa cũng giống với đuôi gà. Và chúng ta có tóc đuôi gà là ponytail. Ponytail. Nào, đọc to lên nào. Ponytail. Tiếp theo, đó là tóc đuôi sam. Bạn có biết tóc đuôi sam người ta nói là gì không? Pigtail. Pigtail. Đúng là tóc mà được tết lại thì cũng giống như đuôi của con heo đó. Vậy tại sao người ta lại không gọi là tóc đuôi heo ha? Thằng nào cũng không biết nữa. Ok, tóc đuôi sam là gì nào? Pigtail. Là gì? Pigtail. Alright, ví dụ. Does she have pigtail or ponytail? Cô ấy có tóc đuôi sam hay đuôi gà? Không, cô ấy không có tóc đuôi sam, cũng không có tóc đuôi gà. Mà cô ấy có búi tóc cao. Chúng ta có búi tóc cao là bun. 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 Ví dụ, look at her bun. Hãy nhìn búi tóc của cô ấy kìa. It's so big. Nó thật là to. Rồi, bây giờ không búi nữa, mà để thẳng đi. Thẳng là gì nào? Straight. Straight. Tóc thẳng là straight hair. Straight hair. Nào, bây giờ chúng ta sẽ nói tới màu tóc nhé. Có rất nhiều màu tóc, đúng không nào? Bạn có thể tìm hiểu các loại màu thông qua bài từ vựng về màu sắc. Còn ở đây, chúng ta sẽ làm quen với tóc màu đen là black. Còn màu hoa dâm, tức màu bạc,
có xen lẫn những sợi đen, đó là gray. Gray. Gray hair, tóc hoa râm. Rồi, bây giờ hãy cùng Hana ôn lại toàn bộ từ vựng của bài nào. Hana sẽ nói từ tiếng Việt, còn bạn sẽ đưa ra từ tiếng Anh nhé. Đầu chọc là gì nào? Bareheaded. Tóc đuôi sang? Pigtail. Tóc đuôi gà? Ponytail. Đầu đinh? Crew cut. Đầu băng? Chính xác. Flat top. Khói? Bald. Lượn sóng? Wavy. Thẳng. Straight. Tóc vuốt dựng. Chính xác. Spiky. Xoắn. Curly. Tóc búi cao. Bun. Hay ta gọi là búi tóc đó, đúng không nào? Không có tóc. Hairless. Tóc hoa râm. Gray. Tóc đen. Black. Ok, well done. Chúng ta đã hoàn thành xong bài học rồi. Đã đến lúc bạn cần làm bài tập rồi. Hẹn gặp lại bạn trong bài học tiếp theo nhé. Bye.